Xin chào các bạn, mình là Thế Anh đến từ cộng đồng Thế Anh Đưa Đi E, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IDROP, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dự án đầu tịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để tiếp tục những dự án mình nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Như thế chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chương trình IDROP của dự án có tên là Phát. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cập vào link từ đơn mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo chúng ta làm cái nhiệm vụ trước tiên là follow Twitter, rồi sau đó thì chúng ta sẽ mở Instagram ở đây follow, chúng ta sẽ follow vào tweet là pin tweet mở Instagram, chúng ta follow Instagram rồi subscribe kênh YouTube, like và comment ở trên kênh YouTube của họ, đăng ký kênh này. Ở đây thì nó chỉ có một cái video thôi đúng không em? Chúng ta tiến hành like, comment. Comment thì chúng ta dùng tiếng Anh. Ở đây mình luôn có một cái mẫu để mình làm mỗi khi mà mình comment với các cái dự án. Nói chung là comment thì chỉ nói tốt về dự án thôi chứ làm gì đúng không anh em. Ok, tiếp theo mở Facebook là chúng ta sẽ follow kênh Facebook của nó nhé. Follow. Rồi chúng ta sẽ join vào kênh channel group. Dự án này nó nhiều nhiệm vụ vãi luôn. Tải ứng dụng trên Android và review. Ở đây thì mình chưa review bộ, cũng chưa tải ứng dụng gì cả. Loot check nhỉ. Chọn submit đi tên, chọn điền username của kênh Telegram. Tiếp theo like và retweet đặt pin tweet thì ở đây chúng ta sẽ gửi cho nó cái username để chúng ta tiến hành parry. Ta mở phần profile ra thì đây có phần username, ta sẽ copy username ngay tên ta nha anh em nhé. Bên đây này. Rồi Facebook account username thì chúng ta sẽ ấn vào phần avatar, ấn vào username. Ở đây username ngay tên ta ở trên link thì anh em lưu ý đây. Cái username này anh em thể vào trong phần cài đặt, nếu anh em chưa có thì ta tạo nhé. Chọn đôn này. Gửi username, gửi email. Email mà các bạn đăng ký tài khoản YouTube account. Sau đó chúng ta xác nhận nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải cung cấp cho nó cái ảnh chúng ta đã review ứng dụng 5 sao, chúng ta chụp ảnh màn hình nhé. Chúng ta cái này phải dùng điện thoại. Anh em gửi màn chụp màn hình xong thì anh em sẽ cần cung cấp địa chỉ ví nhé. Đây mình cho anh em xem sơ sơ về cái ảnh chụp màn hình này, bởi vì là có tính năng bảo mật. Đấy. Anh em thấy đây là ảnh chụp màn hình này. Đấy, nhìn thấy chưa? Và tiếp theo cung cấp địa chỉ ví thì nó sẽ hiện lên để anh em có thể dùng để chia sẻ người thân nhé. Ok, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video chia sẻ với anh em về chương trình IDROP của cái dự án Past Global Community Upper này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.